Hello, xin tất cả các bác đến kênh review của em Shelby nhé. Hôm nay thì em lên cho bác về một chiếc chiếc Marlin 7 bản 2022. Thì cái chiếc này nó khá là tốt các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Và nó cũng chỉ có duy nhất cái màu xanh nhám và size ML thôi các bác nhé. Chỉ duy nhất màu này, size này mới có giá như vậy. Đó, thế là xe mới 100% nguyên hộp. Nguyên hộp 100%. Đây chiếc Marlin này, Marlin 7 bản 2022. Màu xanh nhám của nó đây các bác. Đó. Đây kiểu như nhám than đấy. Đó. Màu như thế này. Hiện tại chỉ có đúng cái size này thì nó mới có cái giá. Giá thì là cực kỳ sốc luôn các bác. Giá bây giờ chỉ có 17 triệu thôi. 17 triệu các bác nhá. 17 triệu trước này. Thì các bác biết là cái bản 2023 bây giờ thì là nó là 21 triệu 900. Đó. Như mua con này thì các bác sẽ tiết kiệm được ít nhất là 5 triệu, mặc dù là các bác mua xe mới luôn ấy chứ không phải mua xe cũ. Giá như là xe đi rồi. Thì cái bản 2022 và 2023 nó khác nhau ở chỗ nào? Đầu tiên là về cái phối màu sơn, về cái màu sơn các bác. Đầu tiên là về cái phối màu. Tiếp theo là về cái phanh. Cái phanh của bản 2022 thì là nó sử dụng phanh Techo, còn con kia thì sử 2023 thì sử dụng MT200. Thế thôi, nó không khác nhau thêm cái gì cả. À, khác thêm một cái nữa là cái khung của bản 2022 và 2023 thì con này nó sử dụng trục bút như này. Còn con kia thì dù sử dụng trục QR. Con kia cũng sử dụng trục như này nhưng mà nó là loại nhỏ và nó âm một khung. Thế thôi, nó không khác nhau cái gì cả. Không có một sự thay đổi gì thêm ở trên con xe. Thì hôm nay là bên em đang lắp lên để chuẩn bị bàn giao cho anh khách. Thì anh ấy tiện thể vì cái giá thành của xe nó cũng rẻ quá. Thì anh ấy tiện anh ấy lưng luôn cái bộ giò Shimano M5001 đây các bác. Shimano M5001 tiện thì lưng luôn. Và lưng cái đĩa 34T. Đó. Thì bên em có hỗ trợ luôn các bác nhé. Con này thì là bánh 29. Hộp phục tốc sốc du đi này. Đó. Thì em sẽ quay mấy mặt bên kia cho các bác xem tiếp. Đây, đây mặt bên đây của em nó đây. Thì mặt bên đây các bác sẽ nhìn thấy được cái giò Shimano M5001 này. Và lưng lên cả đĩa 34T luôn các bác nhé. Nếu các bác nào mà ngại cái việc đạp nó hơi bị nhẹ quá, đây thì là lưng lên đĩa 34T luôn CNC giò mà đang ngắm mút. Thì tức là khi mà các bác lưng thêm một cái giò này nữa thì là cái xe của bác nó khá là đồng bộ. Tại vì là trước thì là cái dòng Marlin 7 hay là Marlin 8, dòng cao nhất là Marlin 8 thì nó vẫn sử dụng trục cốt bông cốt đặc. Thế nên rất tiếc là một điều như vậy. Nếu mà sử dụng cốt rỗng nữa thì cái xe nó sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng mà hãng người ta vẫn cố tình người ta để lại một cái gì nó gọi là thiếu. Thì các bác sẽ phải nâng cấp. Ví dụ như con này nó đang sử dụng cái giò zin của nó thì lại giò cốt đặc và chỉ có 28T thôi, đạp nó khá là nhẹ. Thì anh ấy nâng luôn cái giò Shimano DOJ trục rỗng này. Thì cái DOJ mà đang mốt này nó sẽ đồng bộ với cái DOJ đằng sau. Và nó lên 34T luôn thì đạp nó sẽ không nhẹ nữa và các bác đi phố thoải mái. Đó, đó là cái lên. Thì khi mà lên bên em ấy thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác về công lắp đặt này. Hỗ trợ các bác về xích này. Khi mà các bác lên cao như này thì bắt buộc các bác sẽ phải lối xích hoặc thay xích. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác. Đó. Thì là anh ấy có thay một cái bộ giò này. Nhìn rất là đẹp các bác nhìn chưa. Nó sẽ đồng bộ với xe khá là nhiều. Đó. Còn đâu thì cấu hình thì nó vẫn y zin nguyên như là của hãng. Một số anh em thì có thắc mắc với em ấy. Là một số ảnh thì tại sao lại có là lốp Bomchager, một số ảnh tại sao lại là lốp Maxxis. Thực ra thì là cái lốp này thì nó ngang nhau các bác. Nhưng mà thường thì các bác sử dụng lốp Maxxis thì nó sẽ ok hơn. Đấy là em theo như lúc mà em bán hàng thì em sẽ cảm nhận của nó là thấy là như vậy. Tại vì là thực ra cái đồ Bomchager nó rất là đắt. Nhưng đổi lại thì là thực ra là hãng người ta cũng không chuyên về làm linh kiện đấy các bác. Thì là nó sẽ không được ok so với các hãng người ta làm linh kiện. Đó thì là lốp Maxxis thì thường như anh em người ta hay nâng cấp lên lốp Maxxis hay Victory hay là và một số hãng đắt tiền hơn. Đó. Còn đâu thường thì là lốp Conti lốp Bomchager thì là rất ít khi mua để mà lắp vào. Đó tổng thể là như vậy. À nhưng mà để làm sao giải thích tại sao nó lại cái dòng thì có dòng thì không thì các bác sẽ lưu ý giúp em là hãng người ta cũng ghi một cái dòng ở bên cạnh ấy là chúng tôi có thể thay đổi bất cứ linh kiện nào trên xe mà không cần báo trước. Tại vì là khi mà người ta thiếu mất linh kiện đấy thì bắt buộc người ta sẽ phải mua một cái linh kiện nó tương đương hoặc đắt tiền hơn để lắp vào cái xe. Đấy thì cái lốp Maxxis
Icon này thì là giá của nó thì là cũng rất là đắt chứ không có rẻ. Đấy, tổng thể là như vậy. Thì các bác nào có nhu cầu thì cần thì liên hệ bên bên shop em nhé. Thì cái con này thì là sau này tiện nói về lốp, thì cái con Marlin 7 này thì là hiện tại thì là nó cũng có cái bành hỗ trợ không xăm rồi. Nếu các bác nào có nhu cầu thì có thể lên không xăm luôn nhé, hoặc là lên cổng biến tăng giảm thì các bác. Đó, tổng thể là như vậy. Đấy, các bác nào có, hiện tại thì bên shop đang sẵn cái màu này size này các bác nhé, giá là 17 triệu mới nguyên hộp. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ bên hẻm Xeobi.